Thưa quý vị và các bạn, Hà Nam, cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và giao thương giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì thế, Hà Nam được Bộ Công Thương chọn là nơi tổ chức Hội chợ Công Thương Đồng bằng Sông Hồng Hà Nam 2018. Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng thường niên luân phiên được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực. Năm nay, hội chợ được tổ chức tại tỉnh Hà Nam nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại các tỉnh, thành phố trong khu vực có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, mở rộng giao lưu hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh, đồng thời giúp các doanh nghiệp trong nước, các tổ chức kinh tế quảng bá thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường. Hội chợ Công Thương Đồng bằng Sông Hồng Hà Nam 2018 với sự tham gia của trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Để giúp cho hội chợ đạt được hiệu quả cao theo kế hoạch và mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân tỉnh, Ban tổ chức hội chợ sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hội chợ, quảng bá, tuyên truyền cũng như tìm được cơ hội đầu tư và kinh doanh tốt nhất. Đồng thời, tỉnh sẵn sàng đón tiếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến làm ăn, đầu tư lâu dài tại tỉnh Hà Nam. Với sự tham gia của hơn 20 tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực, Hội chợ Công Thương Đồng bằng Sông Hồng Hà Nam 2018 trở thành điểm giao lưu, kết nối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, v.v. Đây cũng là dịp, là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý thuộc các ngành hàng thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp sạch, hàng tiêu dùng và đồ gia dụng, hàng nông sản, thực phẩm chế biến thủy sản, v.v. Nhận thấy lợi ích, sự thiết thực của hoạt động xúc tiến thương mại thường niên này, rất đông doanh nghiệp, hợp tác xã đã thường xuyên tham dự. Đây là năm thứ 3 mà Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Nội Nhà Xá chúng tôi tham dự chương trình triển lãm hội chợ Đồng bằng Sông Hồng. Cá nhân tôi là những người chịu trách nhiệm cho làng nghề thì tôi cảm nhận thấy rằng là sau mỗi một năm tổ chức thì đây là những cái mà đến học hỏi các đơn vị bạn và biết đến nhau. Với Lụa Nhà Xá của chúng tôi hiện nay đang đứng số 1 trong các làng nghề lụa của Việt Nam về sản lượng, về chủng loại và mức độ tiêu thụ hàng của chúng tôi đang xuất khẩu đi các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp. Thị trường tơ tằm đó là cái thị trường thế mạnh nhất và đặc biệt là tất cả các sản phẩm khăn lụa tơ tằm hiện nay đang có chỗ đứng trên cái thị trường của cả thế giới. Đây là lần thứ 2 chúng tôi được tham gia hội chợ khu vực Đồng bằng Sông Hồng và cũng là lần thứ 2 đến với tỉnh Hà Nam. Sau mỗi lần tham gia hội chợ thì chúng tôi nhận được hiệu quả rất cao từ việc xúc tiến thương mại, từ việc tiếp xúc được nhiều những đối tác, khách hàng có tiềm năng. Bản thân tôi cũng như là doanh nghiệp các tỉnh bạn nói riêng rất mong muốn được tham gia thật nhiều và càng ngày càng nhiều những hội chợ xúc tiến thương mại, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Hồng như này để cho chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc cũng như là kết nối cung cầu được với các doanh nghiệp và các tỉnh bạn. Sở Công Thương Hà Nam cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy cầu nối là cửa ngõ thủ đô, từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như Hội chợ xúc tiến thương mại Phủ Lý năm 2018, Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và an toàn vùng đồng bằng sông Hồng 2018, Hội chợ kích cầu thương mại Hà Nam năm 2018, tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước được Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đánh giá cao. Sau cái hội chợ này, chúng tôi thiết nghĩ là một là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp tục trên cơ sở cái giới thiệu sản phẩm này thì cũng có những cái hội nghị để kết nối cung cầu. Đấy, đặc biệt là cái tiêu thụ cái sản phẩm ở Hà Nam thì cũng có một cái số cái sản phẩm chủ lực. Đấy, như ví dụ như những cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thì đang ứng dụng mạnh mẽ ở Hà Nam. Thì cái này tôi nghĩ là để đưa vào các cái chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại và giới thiệu những cái sản phẩm uy tín chất lượng của Hà Nam đi các tỉnh. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có những cái chiến lược để đầu tư hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong việc đầu tư máy móc công nghệ vào cái sản xuất để phục vụ làm sao đưa được những cái sản phẩm chất lượng của tỉnh đi tham gia và cũng đồng thời là cũng chấp mối để tiêu thụ các cái sản phẩm của các cái tỉnh khác khi có Hà Nam có nhu cầu. Có thể nói, thành công lớn nhất của Hội chợ Công Thương Đồng bằng Sông Hồng Hà Nam 2018 là kết nối được doanh nghiệp, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Người dân đến hội chợ không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn được tìm hiểu văn hóa mỗi vùng miền qua các sản phẩm đặc trưng. Đây cũng là dịp để Hà Nam giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế xã hội tới bạn bè trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.